Xin chào, lại là Trường và Mang Quang đây. Hôm nay mình sẽ lên một video rất là nhanh thôi để hướng dẫn mọi người một cái thao tác mà có lẽ bạn nào đang dùng MacBook Intel thì có thể là sẽ cần. Dạo gần đây thì mình có gặp một số trường hợp khách có phản hồi lại về việc máy không nhận USB này, không có đèn bàn phím hoặc là sử dụng máy ở cái tác vụ rất nặng nhưng mà quạt lại không chạy và máy cứ nóng ran lên. Thì cái này có thể là những cái lỗi nho nhỏ ở trên phần hệ thống của máy chứ chưa chắc là lỗi phần cứng. Thì khi mà gặp phải những cái lỗi này, chúng ta cần phải reset LMC. Thì reset LMC tức là cái LMC ấy, nó sẽ là phần chức năng quản lý các cái tính năng ở trên máy, tức là có về nguồn này, hoặc là bàn phím này, đèn bàn phím, pin, quạt, nói chung là một số các cái phần cứng ở trên máy. Thì khi mà các bạn gặp phải các cái trường hợp này thì nên reset LMC để cho quá trình quản lý này của chúng ta có thể hoạt động lại trở lại. Còn nếu như trong trường hợp mà reset rồi, làm thử vài lần rồi mà vẫn không được thì tốt nhất là nên mang máy đến cho MacOne kiểm tra nhé. Ok, không làm mất thời gian nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn cái phần reset này. Đầu tiên trước khi mà cần reset thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tắt máy đã. Bấm vào tắt máy này. Shutdown. Rồi thì mình sẽ lưu ý trước, đối với cả máy Intel thì không phải máy Intel nào nó cũng làm được đâu nhá. Thì chúng ta sẽ cần những cái máy có chip bảo mật T2, tức là những máy MacBook từ năm 2018 trở lên thì sẽ có con chip này. Và tổ hợp phím chúng ta sẽ cần đó là Control, Option, Shift và nút nguồn. Thì nút nguồn chúng ta sẽ để sau. Trước tiên là chúng ta sẽ sử dụng với ba cái phím này trước. Chúng ta sẽ giữ đồng thời Control, Option và Shift trong vòng khoảng 10 giây. Giữ là 10 giây, sau đó chúng ta giữ thêm nút nguồn 10 giây nữa. Cùng với đó, sau khi mà đã xong các thao tác này, hết 10 giây thì chúng ta thả tay ra và chờ một lúc máy sẽ tự khởi động lên. Như vậy là chúng ta có thể reset LMC ở trên máy được rồi. Bây giờ mình sẽ làm thử luôn nhé. Control, Option, Shift này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chúng ta sẽ giữ thêm nút nguồn này. 1, 2, 1 minute later. 9, 10. Thả tay ra. Và chúng ta sẽ chờ một chút để cho máy có thể là nó reset lại cái đó. Sau đó máy sẽ tự khởi động lên cho chúng ta luôn. 1 minute later. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc mà reset LMC ở trên máy. Và sau những cái bước này chúng ta có thể là test lại về các cái phần lỗi, phần cứng mà ban nãy chúng ta đã gặp phải. Nếu như mà máy đã hoạt động trơn tru rồi thì các bạn đừng lo, nó không phải là một lỗi phần cứng nào đó quá nghiêm trọng. Còn nếu mà bị gặp lỗi mà nó nặng quá thì tốt nhất là nên là mang đến MacOne để cho chúng mình có thể kiểm tra được máy. Xem đến đây thì có thể các bạn sẽ thắc mắc là thế thì ở trên Intel như vậy M1 chẳng lẽ lại không bao giờ có lỗi, thì M1 làm thế nào? Thực ra thì đối với cả những con chip Apple Silicon thì bây giờ Apple họ tự làm chip rồi nên là cái phần tối ưu cho chip nó khá là ok. Nên gần như là mình chưa bao giờ phải gặp những trường hợp nào mà bị lỗi như cái lỗi nhỏ như thế mà phải cần reset thì nó được luôn. Mà đa phần nếu mà đã lỗi là sẽ là do hỏng phần cứng luôn. Thì đối với cả máy chip Apple Silicon á, thì các bạn không cần phải làm cái tổ hợp phím kia đâu. Ở trên Apple Silicon thì vẫn làm được, nhưng mà tốt nhất là chúng ta chỉ cần tắt nguồn và bật lại thôi, tức là restart là được. Thì sau đó nếu mà lỗi nó có nhẹ thì là chúng ta có thể xử lý được luôn. Còn nếu không thì lại mang đến MacOne nhá. Ok, chúng ta còn một cái phần reset nữa. Phần reset này sẽ thường để dành cho các bạn khi mà chúng ta bị lỗi về âm thanh này, màn hình này. Tức là khi mà chúng ta chỉnh mà nó không đúng ý hoặc là nó không đúng với cả cái thông số của máy. Chỉnh xong là màn hình nó cứ nhòe nhòe hay là nó bị làm sao đó mà chúng ta không chỉnh lại được. Thì đây sẽ là cách reset NVRAM. Thì cái này nó sẽ chỉ áp dụng ở trên máy Intel thôi nhé. Còn Apple Silicon các bạn vẫn làm giống như bản này SMC, cứ tắt máy đi bật lại là được, cũng không phải làm gì đâu. Thì đối với cả cái bước này chúng ta cũng sẽ vẫn phải tắt nguồn. Và nhớ là không reopen nhé. Shutdown này. Rồi, trong lúc chờ máy nó tắt thì mình sẽ hướng dẫn luôn về tổ hợp phím. Chúng ta sẽ có phím Option, Command, P và R. Thì khi mà chúng ta giữ tổ hợp phím này sẽ lâu hơn với cả tổ hợp phím của cái SMC kia một chút, tức là sẽ vào khoảng 20 giây. Trong 20 giây này sẽ hiện hai lần logo táo. Thì đến lần thứ hai khi mà xuất hiện ra thì chúng ta sẽ thả tay ra và chờ cho máy tự khởi động lên như bình thường. Ok, mình sẽ làm luôn này. Option, Command, P và R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thả tay ra này. 1 minute later. Đó, thì sau khi chúng ta reset xong, máy sẽ hiện lên như bình thường thôi. Tức là chúng ta đã vừa thực hiện xong thao tác rồi và chúng ta có thể mở máy lên, kiểm tra lại về các cái phần mà chúng ta bị lỗi, giống như là cái SMC kia. Và cũng vẫn phải lưu ý lại, đó là nếu như các bạn đã thực hiện thao tác này lần thứ 2, lần thứ 3 mà nó vẫn bị thì tốt nhất là cứ mang qua các trung tâm sửa chữa hoặc là bảo hành để có thể kiểm tra máy một cách kỹ nhất, chứ không phải là cứ reset mà là xong đâu nhá. Ok. Còn đối với cả Apple Silicon thì các bạn rất thoải mái và rất là tiện, bởi vì là bây giờ chúng ta không cần phải lo về cái phần reset nữa. Chúng ta cứ restart lại máy là xong, là các cái phần lỗi nhỏ nhỏ này sẽ được khắc phục. Hoặc là đơn giản hơn, các bạn có thể lên các cái bản macOS mới thì cái độ ổn định về cái việc quản lý phần cứng trong máy của MacBook nó cũng sẽ được tốt hơn. Ok, chia sẻ nhanh vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.